Tá nơi rồi anh em chỉ cần biết thôi. Nói chung em quay cho anh em xem chứ. Nhớt thật. Chung em cầm điện thoại em quay nhiều cái đó, con đẹp lắm nha nè. Em xem video thông cảm cho em nha. Anh em nào nói chung cảm thấy hay thì cho em xin một lượt like, lượt đăng ký kênh nha. Đây là cách tìm đá thả của mình nha. Đá thiên nhiên nha, tự nhiên hoàn toàn. Em vô tình tìm được đó. Không hay ho gì đâu nha. Rồi tới đây em cũng xin kết thúc video nha. Em còn vào qua để em làm cái ổ đã xong rồi. Anh em nào cảm thấy hay thì cho em xin một lượt like, lượt đăng ký kênh nha. Em có động lực em làm thêm những video sau cho anh em xem nha.
Rồi, cảm ơn anh em đã xem video nha. Tới đây mình xin kết thúc video. Rồi, chúc anh em có một ngày làm việc tốt. Đưa cho anh em một cái sản phẩm, một tinh thể này, thịt anh này, canh xít vàng ngọc ong, nguyên một động nó nằm trong cái động này, vô làm sao đó. Cũng là nặng 40-50 kg như này, nguyên tâm thì em đưa cái động này về nha. Động này quá đẹp luôn. Thích anh lắm. Rồi phải cắt gọn đây lại nè. Cắt bên này gọn lại nè. Cắt ngang qua đế nè. Đụng lên. Hàng nguyên bản. Thích anh lắm mọc rồi. Quá đẹp luôn. Rồi em giao lưu anh em cái viên này nha. Giao lưu anh em viên thật anh bạn trai nha. Sau này là em giao lưu cho anh em là 350 cây. Đây biến thể tháp nha nè. Rồi giao lưu anh em một viên thật anh nó có dính thêm một viên nữa nha nè. Rồi cái viên này giao lưu cho anh em là 300k nha. Cái này em sẽ tặng cho anh em một cái đôn gỗ, anh em về anh em bỏ lên nha. Giao lưu anh em cái tác phẩm cái góc cái phôi san hô đỏ nha nè. Rồi em lên cái bức giờ anh em trưng bày, anh em sưu tầm nha. Nói chung bán cá bộ luôn nha. Rồi cá bộ này em giao lưu cho anh em là 350k nha. Cá bộ. Rồi em giao lưu anh em một cái đôn san hô đỏ nha. Đôn của san hô đỏ anh em, giờ anh em bỏ viên đá lên nha. Bỏ viên đá thạch anh lên nha anh em. Rồi anh em thích cái đôn này thì inbox cho em nha. Cái này giờ anh em chân đá anh em bỏ đá cũng được nha. Đôn san hô đỏ nha. Rồi giao lưu anh em một cái đôn của san hô đỏ nha. Giờ anh em để tượng anh em trưng bày anh em kê gì anh em kê nha. Hàng như mãi nha. Hàng tự nhiên luôn nha. Kích thước của đôn là khoảng 15 nha. Giờ anh em phối cái cảnh này, anh em phối cái tượng anh em chơi cho. Đây có thể anh em để cục gỗ nu lên. Anh em kê cái đôn lũ cũng được. Rồi anh em nào quan tâm tác phẩm này inbox cho em nha. Rồi em cho luôn anh em cái tác phẩm đôn gỗ lũ nha. Đôn san hô đỏ lên bức trắng để anh em trưng bày nha.
cao cũng 20 cả đô. Rồi, thân chào mọi người nha. Hôm nay Tấn Hình đã không gửi mình xin giao lưu nha. Ít viên kinh thể đái tặng anh em. Anh em nào thích như nào thì cũng bó tay em nha. Rồi, cái viên khói đen anh em. Giao lưu anh em một viên ăn khói đen. Rồi, cái viên này anh em để bàn làm việc cũng được nha anh em. Rồi, cái viên này giao lưu cho anh em là 150k nha. 150k viên này nha. Rất đẹp anh em. Rất chi là đẹp. Rồi, em xin qua viên này luôn nha. Rồi, viên tiếp theo là có một viên thật anh hoàng trào luôn nha này. Rồi, cái viên này em giao lưu cho anh em là 300k nha. Viên này vàng trà nha anh em. Em thông liền anh em xem. Viên này 300k nha. 300k viên này. Rồi, anh em nào chốt cái viên nào thì inbox cho em nha. Đây là mã 2 nha. Mã 2 300k nha. Rồi, em xin qua luôn nha. Rồi, tiếp theo là mã 3 nè. Một viên là anh vàng trà luôn nè anh em. Rồi, mã 3 nha anh em. Mã 3 viên này giao lưu cho anh em là 350k nè. Dạng biến thể tháp nè. 350k viên này anh em. Rồi, anh em nào chốt thì inbox tìm nha. Rồi, 350k viên này nha. Rồi, em xin qua luôn. Rồi, em giao lưu anh em một cái phôi của san hô đỏ nha. Thằng này là san hô đỏ nha anh em. Rồi, cái viên này giao lưu cho anh em là 400k nha. 400k viên này. Rồi, anh em nào chốt thì inbox cho em nha. À, rất to nha anh em. Phôi rất là to. 400k viên này nha. Anh em mua hàng em sẽ tặng một cái đôn gỗ nha. Rồi, một viên vàng trà nữa anh em. Một viên vàng trà nữa nè. Một viên vàng trà nữa nha anh em. Rất chi là đẹp. Viên này rất chi là đẹp. Rồi, viên này giao lưu cho anh em là 400k nha. Độ đông là xuyên thấu luôn nha anh em. Viên này quá đẹp luôn anh em coi. Độ trong là xuyên thấu. Rồi, em xin qua luôn nha. Anh em là chốt viên này thì inbox nha. Viên này quá đẹp luôn. Rồi, em giao lưu anh em một cái phôi nè. Một cái phôi san hô đỏ nè. Một phôi san hô đỏ. Rồi, nguyên bản nha. Để anh em phối cảnh phối tượng nha. Rồi, cái cây này em giao lưu cho anh em 300k. Vừa bán vừa tặng luôn. 300k cây này. Rồi, xin ba luôn nha. Anh em nào chốt viên nào thì inbox cho em nha. Rồi, tiếp theo em lên một cái viên biến thể nữa nè. Biến thể tháp vàng trà này anh em. Ôi, cái viên này quá đẹp luôn anh em. Viên này quá đẹp luôn, quá chi là đẹp. Rồi, cái viên này em giao lưu cho anh em là 400k luôn nha. Đây, viên vàng trà anh em. Viên vàng trà rất đẹp nha. Vàng trà còn biến thể tháp thôi nha anh em. Rồi, em xin qua luôn nha. Anh em nào chốt cái viên nào thì inbox qua tìm nha. Rồi, em giao lưu anh em một cái cây đá nè. Một cái cây thạch anh nè. Nó dài khoảng mười mấy gần 20 nha anh em. Đây, độ trong của nó thông đèn hết nha anh em. Đặc biệt viên này hai đầu nha anh em.
viên này 2 đồng nha. Rồi cái viên này em giao lưu cho anh em là 700k nha, 700k một cây thịt anh nha, hàng nguyên bản luôn nha anh em. Rồi cái viên này 700k nha. Rồi em xin qua luôn nha. Anh em nào chốt cái viên này thì inbox cho em nha. Nhìn to gơm. Giờ anh em làm một cái đôn anh em để nó lên nha. Rất chi là đẹp, một cây đá rất là đẹp. Rồi em qua luôn nha. Tiếp theo đây là em sẽ giao lưu cho anh em ít viên thịt anh tóc vàng nha. Đây, một viên thịt anh tóc vàng. Đây là mã đầu tiên nha anh em, mã 01 nha anh em. Đây em thông cho anh em xem, tóc dày luôn nha. Cái này thích hợp cho anh em lên mặt dây chuyền nha, mặt dây chuyền anh em bọc mặt dây chuyền. Rồi mã 01 viên này em giao lưu cho anh em là 500k nha. Viên tóc vàng nha, anh tóc vàng nha. Giờ anh em chỉ bọc vàng thôi. Rồi em xin qua luôn nha. Rồi mã 02 nè anh em. Mã 02 là một viên thịt anh tóc vàng luôn nha. Giờ anh em bọc vàng nữa là ok nha. Rồi cái viên này giao lưu cho anh em là 450k nha. Mã 02 nha. Đây tóc nó đây anh em. Rồi em xin qua luôn nha. Mã 02. Rồi mã 03 nha anh em. Mã 03 nha, một viên thịt anh tóc vàng nha. Độ trong rồi sao khỏi bàn rồi nè. Mã 03. Rồi cái viên này em xin giao lưu cho anh em 500k nha. Độ trong rất là cao nha. Nè độ trong rồi. Giờ anh em chỉ lên cái mặt dây chuyền là ok nha. Rồi em xin qua mã 03 nha. Tiếp theo là mã 04 nha anh em. Một viên thịt anh tóc vàng nè, chân tóc nè. Đây chân tóc có lòi ra luôn anh em. Cái này giờ anh em lên vàng nữa, bọc xung quanh là anh em đeo nha. Thích hợp đeo cho nam nha. Quá chi là đẹp, viên đá quá đẹp luôn anh em. Rồi anh em giờ anh em chơi ấy thôi. Anh em chơi bọc vàng là đeo thôi, mã 04 nha. Rồi cái viên này giao lưu cho anh em là 700k nha. 700k nha. Rồi mã 05 nha. Mã 05 một viên thịt anh tóc vàng U Linh nha. Đây anh em. Viên này quá đẹp luôn anh em. Tóc này tóc dày luôn nè. Đây chân tóc lòi ra luôn anh em, chân tóc lòi ra luôn nha. Giờ anh em bọc vàng anh em đeo nha. Rồi mã 05 viên này giao lưu cho anh em là 700k nha. Giá rẻ cho anh em siêu tầm luôn. Rồi tiếp theo là mã 06 nha. Mã 06 một viên thịt anh tóc nè. Tóc dày luôn anh em. Mã 06 nha. Rồi cái viên này xin giao lưu cho anh em là 650k nha. 650k viên này nha. Rồi em xin qua luôn nha. Rồi tiếp theo là mã 07 nha. Một viên thịt anh tóc vàng nha. Rồi cái viên này em xin giao lưu cho anh em là 500k nha. Giờ anh em lên vàng anh em đeo nha. Mã 07 nha. Rồi em xin qua luôn. Tiếp theo là mã 08 nha anh em. Một viên thịt anh tóc vàng nè. Mã 08. Rồi cái viên này em xin giao lưu cho anh em là 450k nha. Rồi em xin qua luôn nha. Sau đây là mã 09 nha anh em.
Quên tự ăn tóc này. Chân tóc là dày dày kịch luôn nha anh em. Rồi cái viên này xin giao lưu cho anh em là 800k nha. Mã 09 nha. 800k nha. Này anh em coi chân tóc mà. Chân tóc là dày khui luôn nha. Rồi em xin qua mã 09 nha. Rồi sau đây là mã 10 nha. Mã 10 nha anh em. Mã 10 một viên thợ anh tóc nha. Rồi cái viên này em xin giao lưu cho anh em là 650k nha. 650k viên này nha. Rồi đồng thời cũng xin kết thúc video nha. Hẹn anh em video sau nha. Rồi anh em nào cảm thấy hay thì cho em xin một lượt like, lượt đăng ký kênh nha anh em. Anh em khỏi cần đăng ký cũng được, cho em xin một lượt like cũng được. Là em cảm ơn rồi. Rồi hẹn anh em video sau nha. Rồi số điện thoại của em là 0353369229 nha. Số này có kết nối bên Zalo nha. Anh em nào quan tâm mặt hàng nào thì inbox vào Zalo cho em nha. Rồi tới đây em xin kết thúc video. Hẹn anh em video sau nha.